chào mọi người. Hôm nay con xin giới thiệu với mọi người cách nấu một nồi nước dùng phở theo phương pháp thực dưỡng. Mọi người cùng thực hiện với con nhé. Để mà nấu được cái món này thì mình phải có là một củ cải trắng. Rồi một củ cải trắng cũng nhỏ thôi. Rồi hai củ cà rốt. Mọi người có thể thay hai củ cà rốt, nó nhỏ cho nên là con dùng hai củ cà rốt, còn nếu mà mọi người dùng cà rốt mà nó to thì chỉ dùng là một củ thôi nhé. Rồi mình có thêm là bơ rô, ở đây con dùng thêm là một củ khoai tây, 1/4 hành tây và 5 cái nhánh tỏi ta như thế này. Rồi nguyên liệu của mình còn có thêm là 3 miếng đậu hũ như thế này nè mọi người. Và ở đây thì mình dùng rau ăn kèm là rau húng quế. Dạ. Mọi người cùng chuẩn bị và thực hiện với con nhé. Củ của mình đã rửa rồi á, thì quý vị sẽ sắc, mình sẽ tỉa hoa như thế này, rồi mình sắc xéo á, mình sắc cà rốt và cải trắng á, thì mình sắc xéo và mình tỉa hoa cho đẹp. Rồi hành tây thì mọi người sẽ sắc muối cam, khoai tây thì mình sẽ sắc những miếng khúc khúc như thế này vừa ăn. Đậu hũ thì mọi người sẽ sắc miếng vuông như thế này. Hành ta thì mình sẽ không có rửa, mình không có lột vỏ luôn. Mình bỏ lên trên lửa, sau đó là mình nướng sơ qua những cái củ hành tây. Hành ta của mình đó mình nướng rồi mình mới lột vỏ. Rồi mình không có rửa lại qua nước nha mọi người. Mình lột vỏ là mình đem vô mình chế biến luôn như thế này. Bơ rô của mình thì mình cũng cái gốc bơ rô thì mình sẽ nướng sơ qua rồi mình lột vỏ rồi mình sắc khúc như thế này. Còn cái lá bơ rô thì mình cũng sắc khúc khoảng 1 cm. Thì đây là đậu hũ viên chay. Mọi người có thể là thêm vào hoặc là không thêm vào tùy ý nhé. Và đậu hũ viên chay này thì mình cũng tự làm bằng đậu hũ và củ cải trắng rồi hành tây. Mình bằm nhuyễn mình trộn chung với nhau rồi mình thêm một ít bột bắp á. Mình có thể mình chiên lên để mà mình bỏ thêm vào trong nồi nước của mình. Còn nếu mà mọi người mình không có thích dùng cái này thì khỏi chuẩn bị cái phần này nhé. Thì ở đây con sẽ sử dụng là nước dùng rong giải hoặc là phổ tay á mọi người. Và nấu ở trong vòng 15 phút thì mình sẽ ra được nồi nước dùng này. Thì mình sử dụng cho mình ăn lạc, mình ăn chay. Còn ai mà ăn mặn thì quý vị sẽ dùng nước dùng gà nhé. Thì ở cái nồi nước dùng này nó đang nóng, đang sôi đây. Và con bỏ vào đây là muối. Bỏ muối vào. Mình sử dụng cái rong giải để mà mình nấu nước dùng thì nó sẽ có được cái vị ngọt tự nhiên.
mọi người dùng nấu thực phẩm, nấu ăn, nấu canh rồi đó, nó sẽ ra được cái vị ngọt rất là ngon. Không có cần mình dùng bột ngọt hay là mình dùng đường, nó sẽ không có tốt cho sức khỏe. Tiếp theo là con sẽ bỏ vào trong này là bơ rô. Bơ rô mình sẽ cho hết vào trong cái nồi nước này. Sau khi cho bơ rô xong rồi thì mình sẽ cho tiếp hành tây vào đây. Và mình đun như vậy, mình để lửa nó vừa thôi. Mình chờ nước nó sôi trở lại nhé. Trong thời gian mà mình chờ cho nước sôi á, thì bây giờ mình sẽ đổ dầu vào và mình chiên đậu hũ nhé. Đậu hũ này thì mình chiên vàng tất cả các mặt luôn nha quý vị. Sau khi mà nước đó mình đã sôi rồi thì mình sẽ cho vào đây đầu tiên là cà rốt. Thì mọi người sẽ cho lần lượt thực phẩm dưa bỏ trước và ăn vô sau. Thì trong này cà rốt là dưa nhất thì mình sẽ cho trước tiên. Cho tiếp là củ cải trắng. Cho khoai tây vào. Cẩn thận ở chừng nóng nhé, bỏng á, mình cho vào cẩn thận thôi. Mình đợi cho những cái củ này của mình nó sẽ được chín, mình để lửa vừa. Sau khi mà mình nấu một lúc cũng tầm là 10 phút rồi thì bây giờ thấy rau củ của mình nó cũng chín rồi nè, thì mình sẽ cho tiếp vào đây là hành tây á, mọi người cho vào nhé. Và mọi người nấu hành tây ở trong vòng là 2 phút nữa. Sau 2 phút quá thì bây giờ là mình sẽ cho đậu hũ hồi nãy mình chiên á, thì mọi người cho vào trong nồi của mình. Rồi tiếp theo là mình sẽ cho vào đây là những cái viên hồi nãy mình đã chuẩn bị viên đậu hũ mình chiên rồi đó, cho thêm đặc sắc hơn. Và bây giờ thì hồi nãy khi mà mình nấu nước dùng mình đã cho muối trước rồi, cho nên là bây giờ mình để những cái nguyên liệu vào á, mình nêm muối trở lại. Thì mọi người nhớ là mình nêm ít thôi nha, coi chừng là nó mặn á, thì mình đừng có nấu cho nó quá mặn, mình chỉ nấu làm sao cho nó có vị ngọt thanh để mà khi mình sử dụng với phở của mình nó được hài hòa hơn. Và mình sử dụng phở của mình thì mình sẽ nêm vào đó là tương miso nữa, cho nên là bây giờ mọi người nấu nước dùng thì mình nêm vừa thôi, đừng có nêm mặn quá. Vậy là nước dùng của mình đã hoàn thành rồi đó. Sau khi mà mình đã nấu xong rồi thì bây giờ mình cho phở vào trong tô, rồi mình múc nước dùng và mình múc những cái củ quả để mà mình trang trí lên trên tô của mình. Như vậy là mình có một cái tô phở rất là thơm ngon đặc biệt rồi, và cũng rất là tốt cho sức khỏe nữa. Thì đây chính là cái thực phẩm của mình, và mình trang trí ở trên này là rau mọi người sẽ dùng